Cũng giống như những cổ động viên của Manchester United, cựu huấn luyện viên người Scotland đã sống trong những khoảnh khắc lo âu, thấp thỏm thực sự khi câu lạc bộ thành Manchester vẫn bị Villarreal cầm chân cho đến những giây phút cuối của trận đấu. Tuy nhiên, đúng vào phút thứ 95, Ronaldo đã khiến khán đài Old Trafford nổ tung với bàn thắng quý hơn vàng. Ngồi trên khán đài Old Trafford, Sir Alex Ferguson đã vô cùng hạnh phúc khi chứng kiến cậu học trò cưng Ronaldo ghi bàn quyết định giúp Manchester United chiến thắng. Như thường lệ, Sir Alex Ferguson đã có mặt trên khán đài sân Old Trafford để theo dõi Manchester United thi đấu. Ông vẫn giữ thói quen này kể từ khi rời khỏi đội bóng cách đây 7 năm. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Với một siêu sao xuất sắc bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, thật khó để chọn ra những bàn thắng ấn tượng nhất của anh. Bởi vì mỗi khi CR7 ra sân, mọi cổ động viên đương nhiên đều muốn chứng kiến những điều khác biệt tạo ra từ đôi chân thiên tài đấy. Hôm nay, hãy thử cùng chúng tôi đi tìm những siêu phẩm bàn thắng của siêu sao người Bồ khiến ngay cả những bình luận viên cũng không thể tin vào mắt mình nhé. Không quá lời khi nói rằng Thibaut Courtois chính là thủ môn có nhiều lần làm nền nhất cho những siêu phẩm của Ronaldo. Từ khoảng cách hơn 30m, chân sút sinh năm 1985 vẫn quyết định dứt điểm thẳng về phía khung thành. Bóng từ chân CR7 sau đó đi với tốc độ của một quả tên lửa vòng qua hàng rào trước khi găm thẳng vào góc chết. Trở lại mái nhà xưa Manchester United khi đã 36 tuổi, Ronaldo đang chứng minh rằng tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng với mình. Phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Quỷ Đỏ đang bị Villarreal cầm hòa với tỷ số 1-1. Sau nỗ lực của Jesse Lingard, CR7 đã chọn vị trí rất thông minh để tung cú dứt điểm hiểm hóc để ghi bàn ở góc khá hẹp. Kể cả ở cấp câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia, Ronaldo đương nhiên là cái tên mà người hâm mộ nghĩ đến khi đội bóng đang cần bàn thắng. Và đương nhiên, chủ nhân của 5 quả bóng vàng cũng rất ít khi khiến người khác thất vọng trong những trận cầu lớn. Sau đường tạt bóng của Charisma, cả thủ môn lẫn trung vệ của tuyển Đan Mạch đều nhảy lên để tranh chấp. Tuy nhiên, người bậc cao hơn tất cả vẫn là Ronaldo với một pha đánh đầu chuẩn xác để ghi bàn đưa Bồ Đào Nha lọt vào vòng chung kết Euro 2016. Ở thời kỳ đỉnh cao, Petrovic đã từng làm nản lòng rất nhiều chân sút hàng đầu, thế nhưng trong danh sách đó chưa bao giờ có CR7. Dù phản xạ rất nhanh, nhưng Petrovic cũng không thể nào cản phá được cú đánh đầu đập đất, có thể nói là hoàn hảo đến từng chi tiết của Ronaldo. Đây đồng thời cũng là bàn thắng duy nhất đưa Bồ Đào Nha vượt qua Séc để lọt vào bán kết Euro 2012. Không hề thua kém gì đại kình địch Lionel Messi, Ronaldo cũng đã không ít lần biến Nukem thành sàn diễn của riêng mình, kiểu như thế này. Mặc dù đường tạt của Gareth Bale ở bên phải là hơi mạnh, thế nhưng CR7 vẫn cho thấy khả năng chọn vị trí thông minh để đón bóng sau cú đánh đầu hụt của Alves. Ở một góc sút tương đối hẹp, siêu sao người Bồ vẫn đánh bại Claudio Bravo bằng cú dứt điểm xỏ háng và kết thúc bằng pha ăn mừng cực kỳ quen thuộc.
trở lại Manchester United sau 12 năm xa cách, CR7 đã thường xuyên gieo sầu cho đội bóng cũ mỗi khi có cơ hội gặp lại ở đấu trường Champions League. Xuất phát từ đường chuyền vượt tuyến như đặc của Bonucci, cựu tiền đạo của Juventus phá bẫy việt vị để thoát súng đối mặt với David De Gea. Không cần một nhịp để khống chế, Ronaldo quyết định bắt vô lê ngay và xuất sắc đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A trước sự tán dương của mọi cổ động viên trên sân. Phải lần đầu tiên đã khiến cho cả thế giới phải chao đảo, tuy nhiên siêu phẩm này của CR7 chắc chắn sẽ còn được xem đi xem lại cả triệu lần. Xuất phát từ đường tạt bóng của Alessandro, pha bật nhảy 70cm đã đưa Ronaldo vươn lên tới độ cao 2,56m hơn cả khung thành của Sampdoria. Anh đứng trên không đúng 1,5 giây trước khi tung ra cú đánh đầu không thể cản phá. Không cần phải sử dụng quá nhiều kỹ thuật cầu kỳ, cái hay của Ronaldo chính là thực hiện những pha bóng đơn giản trở nên hoàn hảo. Thoát xuống bên cánh trái, CR7 chỉ cần một cú ngoặt bóng để loại bỏ hậu vệ đối phương cũng như đưa bóng về phía chân thuận của mình. Siêu phẩm sau đó được hoàn tất bằng cú cứa lòng không thể cản phá, đưa bóng găm thẳng vào góc chữ A trong sự bất lực hoàn toàn của hàng thủ bên phía Athletic Bilbao. Ở một góc sút không thực sự thuận lợi, Ronaldo vẫn quyết định hướng bóng về góc xa thay vì góc gần như suy đoán của thủ môn. Vẫn động tác lấy đà và cái vung chân quen thuộc, lần này CR7 đã vẽ ra một đường đi hoàn hảo cho trái bóng khi nó lượn vừa đủ để vòng qua hàng rào trước khi vượt qua tầm với của thủ thành đội bạn. Khác với Messi, những cú dứt điểm của Ronaldo dù không quá xoáy nhưng lại đi với lực rất căng và cực kỳ khó đoán định. Nhận bóng từ khoảng cách gần 35m, CR7 khiến tất cả phải bất ngờ khi quyết định dứt điểm thẳng. Gần như không cần lấy đà, chủ nhân của 5 quả bóng vàng vẫn đủ sức tung ra một cú sút cực kỳ uy lực về phía góc gần. Bóng sau đó bay căng như kẻ chỉ, khiến nỗ lực bay người của thủ môn đội bạn chỉ còn đóng vai trò làm nền. Dù đã 36 tuổi, thế nhưng những khoảnh khắc để đời như thế này của CR7 dường như vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Và để xem thêm được nhiều video thú vị như này nữa, hãy like, share và subscribe cho kênh. Đừng quên để lại bình luận về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.